Anh đừng nhúc nhích, lùi lại, bỏ đuốc xuống. Không được qua đây. Quay về. Lùi lại. Bỏ đuốc xuống đi. Qua đây là tôi chăm đó. Đi, đi, đi thôi. Đi. Đội trưởng Trịnh, cảm ơn anh và đội viên của anh. Nhất là chiến sĩ trẻ tuổi hồi nãy, không những giúp chúng tôi bắt nghi phạm mà còn thành công tránh được một vụ cháy. Không có gì, chúng tôi nên làm thôi. Cảm ơn. Tay sao rồi? Không sao, chuyện nhỏ mà. Rút đội. Lệnh khen thưởng. Tốt quá. Một lát tôi sẽ dán lên tường dinh dự đội phi báo. Mau lên. Chứ đội phó Nghi muốn trà không? Tôi bảo này lão Trịnh, chỉ có ba chúng ta, vờ vịch gì với tôi đấy. Cứ chi đội phó Nghiêm suốt. Tôi không tới để uống trà. Tôi tới đưa lệnh khen thưởng. Cái này anh nên đưa thẳng cho trung đội 3. Tôi bảo này, đội trưởng Trịnh, cái này do chính chi đội trưởng tự ký đó. Lệnh khen thưởng đặc biệt cho Lâm Nghị. Đội viên đội phi báo, tôi khuyên anh mau cất đi. Chi đội trưởng, tôi là Trịnh Chí Dũng. Sao rồi, nhận được lệnh khen thưởng rồi chưa? Anh biết tôi không phải người ham công. Vinh dự không thuộc về đội phi báo, tôi không thể lấy được. Tôi nhấn mạnh lại, Lâm Nghị là thành viên của đội phi báo. Tôi nói anh hay Trịnh Chí Dũng, chuyện Lâm Nghị, chi đội đã quyết định. Đừng quên, anh là quân nhân, nghe thấy chưa? Rõ. Đằng sau chuyện này, anh dốc nhiều sức vì Lâm Nghị đấy nhỉ? Này là việc công, không phải là việc riêng, không có chuyện của ai. Ra sức vì ai? Tôi bảo này lão Trịnh, anh kiên quyết không cho Lâm Nghị vào đội phi báo. Có phải anh không muốn thấy cậu ấy mỗi ngày hay không? Thấy cậu ấy làm anh nhớ tới chuyện anh không muốn đối mặt Nghiêm Hồng Sâm. Trịnh Chí Dũng, làm gì thế? Bình tĩnh đi, bình tĩnh cả đi. Chu Sơn, anh nói không sai tí nào. Tên này thay đổi rồi, thành ra vô lý quá chừng. Bình thường hai người rảnh rỗi bàn tán sau lưng tôi làm gì? Nói thừa gì thế? Quan tâm anh thôi mà. Không cần đâu, cảm ơn. Hết việc rồi đúng không? Đi thông thả nha. Đội trưởng Trịnh, anh không muốn nghe, tôi cũng không muốn nói. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, cho dù thế nào, chuyện của Lâm Nghị vào đội phi báo, tôi khuyên anh bình thản chấp nhận đi. Sáng kiểm tra chưa? Giường 14. Chiều nay kiểm tra đi. Chủ yếu là đo huyết áp. Giường 10 thế nào rồi? Hai ngày nay ổn định không? Mãi cũng được ra viện. Ra khỏi cái nơi bác sĩ nào đó tiêm bừa bãi cho người ta. Đi đi. Bác sĩ Diệp khéo quá. Vụ tiêm chích, tôi phải cảm ơn cô. Đó cũng là tố chất giáo dục của tôi. Không cần phải cảm ơn tôi. Bệnh nhân có khốn nạn cỡ nào thì tôi cũng chữa trị bằng cái tâm. Đó là công việc của tôi. Đúng là độc ác. Nhưng mà không sao, tôi có sức miễn dịch rồi. Có ai nói với anh, ngoài nơi cứu viện và đám cháy, thời gian còn lại chả ai muốn gặp anh không? Tôi mong anh đừng bao giờ vào bệnh viện nữa. Được, cảm ơn lời chúc của cô. Phải rồi,
Con người anh thực ra không phải bác sĩ nào cũng chịu đựng được cái nết ngạo mạn cho mình là đúng của anh đâu. Nói như vậy, bác sĩ như cô thì chịu được. Tôi khốn nạn thế mà cô lại có trách nhiệm tốt đối với tôi. Tại sao vậy? Có phải cô có suy nghĩ vượt quá quan hệ bác sĩ bệnh nhân hay không? Có rồi đúng không? Có không? Anh nói bậy bạ gì vậy? Ai tốt với anh? Có ai nói với cô lúc cô giận lên rất xinh hay không? Được rồi, không đùa với cô nữa. Tạm biệt bác sĩ Diệp. Tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Nói như vậy trong mắt của cô, tôi không là gì cả phải không? Đúng. Sau này trong mắt của tôi, anh là không khí. Không khí? Cô cần tôi thế cơ à? Không có tôi là cô không sống được phải không? Ví dụ của cô thẳng thừng quá. Tôi thích. Lưu manh. Đi nhanh vậy, không khí càng ngày càng loãng đúng không? Làm cô khó thở, không thể thở được đúng hay không? Tôi... Đồ thần kinh mà. Quay đầu lại làm gì? Muốn gặp tôi nhanh như vậy hả? Làm gì có. Lâm Nghị, sao cô tới đây nữa? Nữa là sao? Em đón anh ra viện mà. Bác sĩ Diệp, bây giờ người Lâm Nghị cần là tôi. Người của tôi đưa đi được chưa? Người của cô thì cô quyết định đi. Bye bye. Đừng có nói theo ý thích thế nhé. Được không? Ai là người của cô? Anh đó. Tóm lại sớm muộn gì cũng phải thôi. Cô ấy xinh hay là em xinh? Đừng có hỏi câu chán như vậy. Anh... Hôm nay tôi không thể đi với cô. Tôi phải tới đội phi báo trình diện. Em qua đón anh tới đội phi báo trình diện đó. Em xếp lịch thế này. Trước tiên đưa anh đi massage kiểu Thái, rồi đi ăn đồ Tây kiểu Pháp. Sao? Sau đó về đội phi báo. Nghe nha, tới trình diện luôn. Tại sao chứ? Khó lắm ngày hôm nay mới không có Trương Hiếu Kỳ làm thứ ba. Là Khả Khả, cô không hiểu hay sao? Bao nhiêu năm nay Trương Hiếu Kỳ không phải là thứ ba. Cô mới phải. Em đừng quậy nữa. Còn quậy nữa là tôi không lên xe của cô đâu. Tôi còn phải đi thay đồ. Khẩn trương lên. Lâm Nghị, anh được vào đội phi báo, em cũng có chút công lao nhỉ. Cảm ơn cô, đừng có nhắc nữa. Sự tích dễ dàng lần trước của cô làm tôi mất mặt muốn chết. Tới chi đội luôn rồi đó. À, gặp Trịnh Chí Dũng thì anh đánh anh ta vài phát hộ em. Chỉ có nhiều hơn thôi, đi nhé. Đợi đã, em không đỡ xa anh. Mỗi lần anh rời xa em đều thấy như không khí loãng đi. Hít thở khó khăn lắm. Em sắp bệnh chết rồi. Nói cho cô nghe, không ngừng thuốc được đâu. Nên uống thuốc đi thôi. Lúc nào đó em mà được đi theo lính thì hay quá. Mau đi đi bà cô. Ở với cô thêm một giây làm tôi điên mất. Chụp chụp. Lâm Nghị, mãi cũng tới. Khả Khả đưa anh tới phải không? Tôi nghĩ bụng, cả anh cũng không đi đón tôi. Anh đoán coi thế nào? Mình được chia vào một tiểu đội, anh em tốt cả đời. Biến đi, ai chung chăn với anh? Đi nào. Lát nữa anh qua gara xem thử đi. Mấy bé bự chỗ họ nghe nói về Oshkosh chưa? Mẫu xe mới nhất, bơm nước hoàn toàn tự động. Xe này hồi tôi ở đội 3 đã rất muốn thấy, không ngờ lại được thấy ở đây. Xin lỗi nhé, bóng không có mắt. Châu chấu người này trông quen quá, nhưng mà tự nhiên không nhớ ra. Anh quên rồi hay sao? Cái tên mặt dính kem bánh gato đó, tôi nhớ rồi. Cái người đứng ngoài cổng gào khóc, không được vào đội phi báo nên chửi đổng phải không?
Họ đều là người ở tiểu đội một mình. Tên đó là Đạt Triệu, điểm tổng hợp đứng nhất đội. Hai người đằng sau, bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ. Một người tên là Tào Mảnh, một người tên là Khúc Chấn. Tôi quan sát thấy ba người họ cùng một hội, giống như chúng ta vậy đó. Né được thì đừng dây vào. Là tôi. Bất kể thế nào, tôi cũng vào rồi. Mong cậu trụ lại được. Cũng mong cho anh giữ được vị trí đầu bảng. Anh hùng lớn gan đến rồi. Đem lệnh khen thưởng vào đội phi báo. Đỉnh. Nghe nói cậu được phân vào tiểu đội 1. Anh à, sau này giúp đỡ cho nhé. Dễ mà. Người tới đều là em trai. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt của anh hết. Sao nào, đá bóng chung với chúng tôi đi. Tôi mới tới, về ký túc xá đã. Mọi người chơi đi. Xem ra anh hùng lớn gan không thèm chơi với mình. Không lẽ tại chân xui? Bỏ đi, đá bóng anh chơi không lại Đạt Triệu. Đi đi đi. Đều là đồng đội mới chung một tiểu đội, tập chung với họ cũng được thôi. Muốn chơi sao đây? Tùy thích. Tùy thích. Tùy thích thì dễ thôi. Mình chơi 1-1. Đại chiến phạt đền chết đột ngột. Sao nào, ai thua thì rửa bát cho đội một tuần, dám không? Thôi bỏ đi, anh mới ra diện đừng chơi mạnh bạo quá. Anh ta ước được làm việc tốt cho cả đội, thì tôi giúp thôi. Làm thật hả? Có đến nỗi đó không? Đá trái bóng thôi mà, tưởng là thắng World Cup chắc. Hay. Phục không? Mấy người ăn gian, người ta đá bóng mấy người lại hét lên hù. Người làm anh này phải nói một câu nhé. Ai quy định đá bóng không được hét đâu? Cho cậu hay bóng đá thì phải cháy lên, cậu cũng có thể hét mà. Mọi người nghe đây, tuần này có người rửa bát cho cả trung đội. Rửa bát, rửa bát. Rõ ràng họ giở trò trị người mới. Anh cũng nhìn được hay sao? Lúc đầu đâu có nói không được giở thủ đoạn. Lần này có chơi có chịu đi, lần sau trả lại. Đàn ông đích thực. Rửa bát, rửa bát, rửa bát, rửa bát, rửa bát. Vào đây. Ngồi xuống. Hôm nay đội phi báo ta có một đội viên mới, Lâm Nghị. Mọi người chắc đã gặp rồi đúng hay không? Tôi thay mặt đội phi báo chào mừng cậu gia nhập. Cảm ơn chỉ đạo viên Chu. Ngồi xuống đi. Đồng chí Lâm Nghị, tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Lý Tú Mẫn. Chào mừng cậu gia nhập tiểu đội 1 đoàn kết. Thân thiện này, đoàn kết thân thiện, trần đời mới thấy. Cậu nói gì thế? Không có gì đâu. Tôi rất vui được gia nhập tiểu đội 1. Các đồng chí, mình cùng hát bài ca phi báo. Chào đón đồng chí Lâm Nghị chính thức gia nhập trung đội phi báo. Dứt lời Chu Sơn, soạn nhạc Uông Phong. Chuẩn bị hát. Tôi muốn bay cao hơn nữa. Bay cao hơn nữa. Chạy như báo phi, kiêu hãnh như vậy.
Tôi yêu phi báo. Tôi yêu phi báo. Nơi nào có lửa là có tôi. Sau đây mời Lâm Nghị phát biểu vài câu. Báo cáo chỉ đạo viên, không có vài câu, chỉ có một câu. Nói đi, tại sao Trịnh Chí Dũng không tới? Đội trưởng Trịnh có tí việc, nhưng mà anh ấy đã nhờ tôi tới chào đón cậu. Khi nào tôi mới có thể gặp được đội trưởng Trịnh? Sẽ gặp đội trưởng Trịnh nhanh thôi. Ăn cơm đi. Cảm ơn nhé. Để tôi rửa bát phụ cho. Anh mới tới ngày đầu đã bị họ chơi khăm. Không cần phụ, thua là phải nhận, không có gì hết. Anh nói coi Trịnh Chí Dũng cố ý né tôi phải không? Tôi tới một ngày rồi mà chẳng thấy anh ta đâu. Ai biết đâu, ngày mai huấn luyện chắc phải xuất hiện chứ. Tôi nghe Mã Lý nói, kể từ mai Trịnh Chí Dũng sẽ cho đội phi báo huấn luyện theo kiểu ma quỷ. Đến lúc đó có thể sẽ là một màn gió tanh mưa máu đó. Được, mai cứ xem thử huấn luyện theo kiểu ma quỷ này. Chuẩn bị bắt đầu. Mau lên. Mau. Không ai được kéo chân phi báo. Làm gì đó? Muốn tập thêm 10 vòng hay sao? Thế còn tạm được. Anh làm vậy với đội viên mới là bất công lắm. Sao mà bất công? Không so được với đội viên cũ thì tôi cần họ làm gì? Họ không phải là cỗ máy. Dù có là máy móc thì anh cũng phải tra dầu thường xuyên. Chuyện tra dầu để anh làm đó. Hô khẩu hiệu. Nghe khẩu hiệu. Chúng ta là phi báo. Chúng ta là dũng sĩ. Chúng ta ở đám cháy. Chúng ta ở khu vực gặp nạn. Chúng ta là người phụ trách sự bình an. Ba dòng cuối, người giày chót rút khỏi đội cho tôi. Cố lên. Cố lên. Bám theo. Cố lên. Bám theo. Trương Hiếu Kỳ, bạn của cậu không được rồi. Không thể nào. Hồi anh ấy ở trung đội Đại học Thành, sức bền còn hơn cả tôi. Tôi còn kiên trì được, không lý nào anh ấy về cuối được. Người về cuối phải cuốn gói. Xem ra ngày mai không phải gặp cậu ta nữa. Đi nào. Cố lên Lâm Nghị. Lâm Nghị cố lên. Cố lên Lâm Nghị. Mau. Xếp hàng. Nãy ai về cuối? Báo cáo. Ra khỏi hàng. Dân. Tới phi báo khi nào? 2 tuần trước. Trước đây ở đội nào? Trung đội 2. Hôm nay sẽ có lệnh điều động.
Về dọn hành lý đi. Đội trưởng Trịnh, đội trưởng Trịnh. Vậy không ổn lắm đâu. Chả có gì không ổn cả. Người bị tôi đuổi cũng còn hơn chết ở hiện trường cứu viện. Nhóm đội viên này đều mới tới, đừng có làm quá đáng quá. Sao lại quá đáng? Tôi tuyên bố trước rồi mà. Giá lại cậu ta không đi thì lại bất công với đội viên khác. Cứ vậy đi. Giải tán. Dân, anh phải bình tĩnh lại. Bộ huấn luyện ma quỷ gì? Hết chiêu rồi chứ gì? Toàn ăn hiếp người ta. Alo, Nhất Phàm. Anh đây. Trang Sâm, anh nhớ em rồi. Dạo này thế nào? Công việc có bận không? Có khỏe không? Bố mẹ vẫn ổn chứ? Có thời gian thì mình ra ngồi chơi đi. Có chuyện gì không? Không có, tôi cướp nha. Em đừng có cướp. Nghe anh nói đã. Dạo này anh thường mơ thấy em. Mơ về ngày xưa, khi mình còn ở bên nhau. Anh nghĩ mình không thể lừa dối bản thân nữa. Nói xong chưa? Cuộc sống bây giờ không phải thứ mà anh muốn. Anh phát hiện mình còn yêu em. Cho anh thêm một cơ hội, được không Nhất Phàm? Yêu? Anh không xứng để nói yêu. Anh Trang, mong là sau này anh đừng gọi cho tôi nữa. Tiểu Lâm, tôi nói này cậu đừng giận nhé. Tối nay cậu ngủ ở đây. Tại sao vậy hả? Ngủ trong gara có tính là xử phạt thể xác không? Trịnh Chí Dũng quá đáng quá thể. Cậu đừng có gào lên mà. Quyết định của đội trưởng Trịnh là mệnh lệnh, không ai thay đổi được. Cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Không phải, anh ấy đã quyết định như vậy rồi là phải có lý của mình. Tối nay cậu yên tâm ngủ ở đây đi. Tôi không yên tâm được. Cái lý lẽ dớ dẫn gì thế? Tự dân đi hành tôi. Sau này đừng có cãi đội trưởng Trịnh nữa. Phải rèn lại, nghe lời đội trưởng Trịnh. Lâm Nghị, mau tới cứu tôi. Cứu tôi. Lâm Nghị, mau tới cứu tôi. Trịnh Chí Dũng. Trịnh Chí Dũng, anh là tên khốn. Mở cửa đi. Ai cho cậu ngủ trên xe của tôi đó? Trịnh Chí Dũng chứ ai. Anh ấy bảo cậu ngủ trong gara. Đâu có bảo cậu ngủ trên xe của tôi. Mau xuống đi. Tôi mượn xe của anh ngủ một đêm thôi mà. Anh nóng gì chứ? Đừng. Mau lên. Anh hầu xem. Gara lạnh như vậy, trong xe ấm cho nên tôi lên xe. Không được nữa thì tôi lau sạch xe cho anh. Là được rồi, lau là xong hay sao? Tôi nói cậu hay, chuyện này không xong dễ như vậy đâu. Anh coi, anh đâu phải người nhỏ mọn. Coi cậu làm xe của tôi thành cái gì rồi này. Y như cái chuồng heo. Không để tình cậu là người mới thì tôi đấm cho cậu lâu rồi. Dọn đồ biến mau. Biến thì biến, ai muốn ở lì ở đây đâu. Ngủ trong gara. Chiêu này của Trịnh Chí Dũng ác quá đi. Lúc về má Lý kể cho tôi nghe, tôi tức tới độ mất ngủ. Chuyện cỏn con. Có gì đâu. Để coi anh ta còn ra chiêu gì tàn ác nữa. Tôi nghĩ chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Anh đi nói với chỉ đạo viên Chu, khiếu nại anh ta đi. Có ích gì không? Hai người họ cùng một ruột đó.
Lâm Nghị, đồ trên xe của tôi đâu? Đồ gì? Đừng có giả ngu, mau nói đi đâu rồi. Chắc là hiểu lầm nhỉ? Lâm Nghị, nếu là cậu lấy đồ thật thì mau trả lại cho anh Hậu đi. Tôi không biết là gì thật, có tới nỗi đó hay không. Tôi trộm đồ trên xe của anh. Xe của anh trưng bày vàng bạc châu báu à? Đừng ép anh em ra tay nhé, mau lấy đồ ra. Các người điên rồi hay sao mà nhắm vào tôi? Anh nói đi. Tôi trộm gì của anh? Một hàng sao dưới bảng đồng hồ, giờ thiếu hai cái. Không phải cậu thì ai? Cái anh này trông thô kệch thế mà mang trái tim thiếu nữ ghê. Anh Hầu, sao của anh nạm vàng à? Nạm vàng gì? Dán vào thôi, cho bé gái chơi. Đừng nói bậy. Nói cậu hay mấy ngôi sao đó rất quan trọng đối với anh Hầu. Sau này đừng có lấy chuyện này để đùa. Anh Hầu, sao anh chứng minh được đồ là do Lâm Nghị lấy? Tối hôm qua chỉ có cậu ta ngủ trên xe của tôi. Lúc sáng tôi qua, cậu ta còn chưa dậy. Sau khi cậu ta đi thì tôi thấy mất rồi. Không phải cậu ta thì ai được? Cậu chắc? Nếu cậu lấy thì mau đưa trả lại đi. Anh Hầu cũng đừng nóng vội. Tôi nghĩ cho anh. Tôi nghĩ đã. Tôi nhớ rồi, mấy ngôi sao đó thần tài hạ phàm lấy về rồi. Anh xem như tiếng cống đi. Được rồi. Nói cậu biết nhé Lâm Nghị, đừng ăn nói dớ dẫn. Cậu mà còn quậy như vậy tôi cũng không giúp được đâu. Được, tôi không nói dớ dẫn nữa. Nói nghiêm túc với anh nha. Theo quy định, xe chữa cháy phải gọn gàng, không thể trưng bất cứ vật dụng và đồ cá nhân gì hết, đúng hay không? Đúng. Tôn Đại Thịnh dán sao trên xe có tính là vi phạm luật lệ không? Tôi đi huấn luyện đây. Ai vi phạm luật lệ thì người đó tự biết. Vi phạm luật lệ thì phải kiểm điểm đi. Nhóc con, còn ranh hơn tôi nữa hả? Chuyện này chưa xong đâu. Không thì tôi theo họ cậu. Tôi hỏi anh nhé, sao của Tôn Đại Thịnh rốt cuộc là sao? Sao tôi biết được? Tôi đang phân tích giúp anh đó. Anh coi, anh Hậu, một người đàn ông đã được 40 nồi bánh chưng. Dán ngôi sao trang trí gì chứ? Sở thích gì đấy? Anh xem đi, style bánh bèo không? Anh lấy thiệt đó hả? Lúc đó anh trả lại là xong chuyện rồi. Gây với anh ta vì tí việc này thế là không ổn đâu. Ai gây chứ? Tôi cào cào có tí là nó tự rơi rồi. Giống tôi định lấy keo hai mặt dán lại cho anh ta, là anh ta không phân biệt phải trái đúng sai chửi tôi trước. Anh giải thích tí là được rồi mà. Anh ta trợn mắt trắng lên thế kia, giải thích có ích gì với anh ta không? Tôi không trả lại đấy. Xem anh ta làm gì được tôi. Anh coi, anh mới tới đây tối ngày chống đối, bộ ba đạt triệu thì cũng thôi đi. Anh còn đắc tội với ma cũ Tôn Đại Thịnh. Bên kia còn một Trịnh Chí Dũng đang kìm nén muốn trị anh kìa. Trời đất ơi, sau này sao mà ở đội phi báo được nữa đây? Anh đang trách tôi đó hả? Không phải, không phải. Ý của tôi không phải như vậy đâu. Vậy thì ngậm miệng lại đi. Chị Nhất Phàm, làm gì vậy? Lâm Nghị đó chắc có ý với chị. Từ lộ em nói lung tung như vậy, chị quên rồi hay sao? Ở câu lạc bộ suýt là anh ta. Bọn chị diễn thôi. Có phải anh ấy thật đâu? Thế thì cũng nguy hiểm lắm. Bây giờ loạn như vậy mà anh ta còn cố ý tới bảo vệ chị. Anh ta là lính cứu hỏa, cứu người là bổn phận. Anh ta ngoan ngoãn về bệnh viện để chị tiêm bao nhiêu mũi mà không phản kháng là đủ để chứng minh vấn đề rồi chứ. Anh ta bị ép hết đường đó thôi. Anh ta là bệnh nhân của chị, không được chị ghê giấy, anh ta có ra diện được không? Vậy chị nghĩ anh ta có bạn gái hay không? Ảnh trong ví tiền, đời sống tình cảm của anh ta không liên quan tới chị. Ung thư độc thân giai đoạn đầu loại trừ hết khả năng phát triển với người khác giới. Còn em là bệnh lắm miệng hay là cả giai đoạn cuối, tối ngày không nghiêm chỉnh gì hết. Không biết em là y tá hay là MC talk show nữa. Tiểu Hùng, Tiểu Hùng nào vậy? Giường 81. Tiểu Hùng mà Lâm Nghị từng cứu đó hả? Khéo khỉa quá ha. Muốn làm MC talk show thiệt hả? Rồi rồi, em sai rồi. Cậu bé tới cùng bà, hình như là dì Hạ Đường Quyết. Xem ra lần trước chị chẩn đoán đúng rồi. Đi qua.
tập hợp. Nghĩ. Nghiêm. Nhìn phải, thẳng. Nhìn trước, thẳng. Nghĩ. Tôi nói vài câu. Nghĩ. Khi nãy mọi người huấn luyện đó sao? Thái độ huấn luyện thế này, sau khi vào đám cháy, biết là sẽ gây hậu quả gì hay không? Hậu quả là bố mẹ các người sẽ khiêng quan tài của các người, còn chúng tôi thì đưa tang. Đồng thời phải nhớ kỹ, tính mạng của chiến hữu nằm trong tay của các người. Lâm Nghị, có, ra khỏi hàng. Nãy tôi nói gì? Tính mạng của mình nằm trong tay của mình. Tôi nói vậy hay sao? Tôi không bao giờ trao hy vọng sống cho người khác. Thấy người tự tìm đường chết mà chưa thấy ai cố đâm đầu vào bằng được thế này, đó mới thực sự là ghé không sợ cọp. Ý của cậu là tôi nói không đúng phải không? Nghe nói cậu thi đứng nhất chi đội, mới vào phi báo đúng hay không? Đúng. Bây giờ cậu ở đội phi báo, cậu chắc mình có thể đứng nhất được hay không? Tôi đến vì điều này. Danh hạng nhất là nguyên tắc của tôi. Không lấy được thì sao? Không thể nào. Im đi. Thế này đi, cậu chọn một mục tùy thích. Tôi chọn một đội viên thi với cậu. Dám không? Tôi thắng thì sao? Cậu thắng thì không cần tham gia buổi huấn luyện của tôi. Thật à? Chọn đi. Giải cứu dưới giếng sâu, thi thời gian treo ngược. Nghĩ kỹ rồi hay sao? Phải. Được. Nếu cậu thua thì sao? Nếu tôi thua, tôi tự nguyện rút khỏi đội đột kích phi báo. Về đi. Được. Nhớ kỹ lời cậu mới nói. Đặc triệu. Có. Lên. Lâm Nghị, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tôi không biết gì là hối hận hết. Có người may thật, nếu không gì có nhiệm vụ, không biết sẽ thua thảm thế nào. Người mới tốt số là chuyện thường tình. Anh Hầu, mình có gì nói đó nha. Thời gian Lâm Nghị giải cứu dưới giếng sâu ở trung đội đại học thành tôi có kỷ lục đó. Trương Hiếu Kỳ, cậu ngốc hay sao vậy? Thành tích ở trung đội đại học thành cậu cũng dám lấy ra so với đội phi báo hay sao? Ai ngốc chứ? Anh mới ngốc. 20 phút, sao nào? Trương Hiếu Kỳ, anh không đắc ý thì chết hay sao? Coi mấy người cãi nhau kìa, ai tốt số thì biết. Mọi người nói vậy là sao? Đặc triệu, anh treo ngược được bao lâu? Chuyện này phải xem tình trạng sức khỏe lúc đó. Thời gian thường dao động. Dao động thì cũng phải có một mốc nào đó chứ. Cậu muốn biết hay sao? Tôi nói nha, đừng ai nói hết. Và cậu ta nhũn chân, chân đó không thể tham gia giải cứu thì đổ thừa tôi mất. Đúng không má Lý? Thôi đừng có tán dốc nữa, sắp đến nơi rồi. Tình hình là thế này. Bọn tôi đá bóng trong này, rồi bất cẩn làm rơi bóng vào khe hở khán đài. Bạn tôi thích thể hiện, cứ đòi chui vào nhặt. Kết quả bước hụt, rơi xuống dưới. Đặc triệu, chuẩn bị thực hiện giải cứu dưới giếng sâu. Cố lên. Được. Mau lên. Lâm Nghị, tôi muốn tốt cho cậu thôi. Tôi khuyên cậu bỏ vụ cá cược với đội trưởng Trịnh sớm đi. Không bỏ, tôi không thể chịu nhục thế được.
Cậu đừng có căng thẳng quá, đưa cậu lên ngay thôi. Đội trưởng Trịnh, bác sĩ Diệp, nào cô xem. Bác sĩ Tiểu Diệp của anh kìa phải không? Gì mà của anh của tôi, không quen thân. Nào, thấy khó chịu ở đâu? Chân tôi. Chân của tôi. Đặc Triệu, thử phá vỡ diện tích nhỏ xem. Sao rồi? Thực sự không nhìn rõ, không thể xác định thương tích thế nào. Cơ mà kẹt ở trong lâu sẽ gây mất nước và thiếu oxy. Nếu ngạt thở thì sẽ rắc rối đấy. Báo cáo, tôi xin được tham gia cứu viện. Ở yên chờ lệnh. Một mình Đặc Triệu không được đâu. Tôi xuống thao tác cùng lúc với anh ta. Đặc Triệu lo truyền dịch, tôi băng bó. Cậu nắm chắc không? Chỉ đạo viên hết giờ thảo luận rồi. Muộn là không cứu được đâu. Hiện đó là cách tốt nhất. Lâm Nghị, đánh nhanh thắng nhanh. Dừng. Cẩn thận nhé anh Hùng. Tàu Mảnh, Đặc Triệu treo ngược lâu thế. Anh không lo hả? Rốt cuộc treo được bao lâu? Treo được bao lâu? Triệu Triệu nhà tôi bảo không được nói. Cho con số đi. Cho con số đi mà. 6 phút hả? Chị giống tôi còn gì? Cậu tới đây làm gì? Sợ anh không làm nổi. Này, chỉ giỏi giỏ mồm, chuyên tâm giải cứu đi. 60 phút. Lâm Nghị đã tới vị trí giải cứu. Người bị thương có vẻ sắp hôn mê. Lâm Nghị, phải băng bó cầm máu ngay. Có chỗ để băng bó không? Không thành vấn đề, cậu phải tiêm tĩnh mạch. Cô nói nhiều quá. Đặc Triệu, anh lau phần tim. Nhìn áo bóng của cậu là fan của Barcelona phải không? Thích Barcelona bao lâu rồi? Xem từ hồi bé. Cỡ 10 năm rồi. 10 năm? Thích bọn ngốc đó tận 10 năm hay sao? Anh hiểu gì? Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật cái con khỉ khô. Bóng đá là gì? Bóng đá là đối kháng. Không đối kháng thân thể thì khác gì môn Kabaji chứ. Nhóc Lâm Nghị cũng không lỗi đó. Cố ý khích người bị thương để Đặt Triệu tim. Tôi đoán thôi, đoán không được hay sao? Khôn lỗi thế này ai chả biết. Xong. Anh không phải là fan Barcelona. Vậy anh là fan của ai? Nói cậu nghe, tôi là fan của Real Madrid. Được rồi, kéo lên. Chậm chậm thôi. Nào chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi. Được, cho tôi hỏi, tình hình người bị thương thế nào, chảy máu nhiều thế, không bị ngạt đã là kỳ tích rồi. Chỉ đạo viên yên tâm. Lâm Nghị, anh có sao không? Tôi có gì được chứ? Nói dớ dẫn. Tôi thấy anh đứng không vững rồi. Tôi đứng vững mà. Là cô lắc lư đó. Nè, anh ngồi xuống đi. Lâm Nghị, Lâm Nghị, Lâm Nghị. Không biết cậu nhóc Lâm Nghị ra sao rồi. Chắc cậu ta vẫn đang hôn mê ở bệnh viện. May mà cậu ta mới xuống chưa được 30 phút. Không thì tôi phải cứu cậu ta mất. Spider-Man, anh tỉnh rồi. Tiểu Hùng, anh ngủ lâu lắm đó. Nghe nói hôm qua anh lại cứu người. Tất nhiên. Nãy em tìm gì trên người của anh vậy? Em xem thử tơ anh phun ra giấu ở đâu. Đó là bí mật
Sao em ở đây? Chị Tiểu Diệp cử em tới trong trường anh. Tiểu Diệp, Diệp Nhất Phàm. Không được chạy, chạy một lần tiêm 10 mũi. Chị ơi, Spider-Man tỉnh rồi. Anh ấy chạy mất rồi, em không gọi lại được. Chạy đi đâu? Chạy về hướng bãi cỏ. Lộ lộ, trông Tiểu Hùng đi. Lâm Nghị, Lâm Nghị, cái anh này cũng thật là. Tôi xem anh dám về bệnh viện nữa không. Sao mà nghiến răng nghiến lợi vậy? Tôi ở đây mà. Yên nào. Gì vậy? Đây là bệnh viện đó, đâu phải hợp đêm. Thì cô bảo tôi không có lòng biết ơn còn gì. Đó qua này tượng trưng cho tấm lòng của tôi. Qua này hay lắm Lâm Nghị, anh là dám ngắt qua trong giường của bệnh viện. Qua này trong tay cô còn đẹp hơn ở trong giường qua. Sao đây tôi thấy anh lạ quá. Có phải hôm qua treo ngược lâu quá, uống não làm chập mạch thần kinh rồi không? Gì mà chập mạch? Bác sĩ Diệp, tôi rất thất vọng về cách dùng từ của người có chuyên môn như cô nhé. Tôi lại chả biết tâm tư anh sao. Anh muốn bảo tôi cho anh ra diện chứ gì? Giờ cao đánh khẽ. Tôi thấy anh bình phục cũng khá. Muốn đi thì mau đi đi. Cảm ơn. Tạm biệt. Không sao rồi à? Không sao rồi, thiếu oxy thôi. Hôm qua Hữu Dũng Hữu Mưu giỏi thật, giỏi con khỉ, nhục muốn chết. Đặt Triệu lên chẳng bị gì, tôi xuống còn trễ hơn anh ta. Lúc lên lão đảo mấy cái là gục, đúng là nhục hết chỗ giấu. Biết đủ đi, anh biết kỷ lục treo ngược của Đặt Triệu là bao nhiêu không? Gấp 3 lần anh. Tôi nói một chút. Nghĩ Lâm Nghị, sức khỏe hồi phục thế nào rồi? Có thể huấn luyện bình thường không? Sức khỏe có thể huấn luyện. Tốt lắm. Tôi nhớ hôm qua cậu muốn thi thời gian treo ngược với Đạt Triệu, vì làm nhiệm vụ đã bị gián đoạn đúng không? Hôm nay có thể tiếp tục. Báo cáo, sau một ngày suy nghĩ, tư tưởng nhận thức của tôi đã được nâng cao. Cậu nói xem. Dạ. Tôi cho rằng đồng đội với nhau nên đoàn kết, nghiêm túc khẩn trương hoạt bát, không cần phải hơn thua nhau. Là sao? Chúng tôi không cần thi nữa. Suy nghĩ của cậu hay đó. Mọi người nghe thấy không? Lâm Nghị chủ động bỏ thi, không phải vì sợ thua, mà vì sợ ảnh hưởng sự đoàn kết của chúng ta. Cậu ấy giác ngộ cao như vậy, có đáng cho mình học hỏi không? Vỗ tay cho cậu ấy đi. Được. Chúng ta bước vào một huấn luyện hôm nay. Ngoài kiểu huấn luyện thể lực bình thường ra, tôi muốn chọn vài đội viên học DRT, cũng tức là kỹ thuật giải cứu bằng thường đôi. Yên lặng nào. Đội viên được chọn sẽ luyện tập với tôi mỗi ngày. Tôi sẽ dạy các cậu kỹ thuật 2 năm qua tôi học ở nước ngoài. Ai muốn thì giơ tay. Ngay ra làm gì, giơ tay đi. Được. Ai không muốn học thì ra khỏi hàng. Báo cáo. Cậu có thể qua kia hoạt động tự do. Tôi đi tập treo ngược. Trương Hiếu Kỳ không để cho anh em cậu à?
Tôi dẫn cho mọi người thế nào là kỹ thuật giải cứu bằng thừng đuôi. Kỹ thuật giải cứu bằng thừng đuôi là cách cứu hộ ở tháp cao hoặc nhà cao tầng, các hoạt động trên cao mà xe thang không thể làm được. Tiếp theo tôi sẽ thị phạm cho mọi người. DRT giải cứu bằng thừng đuôi đỉnh vậy mà. Trong hệ thống BCCC toàn quốc, kỹ thuật của Lão Trịnh được xếp ở top 3. Anh Hầu nói hội Má Lý, Đạt Triệu đều đã tập rồi mà không được. Họ đã mong ngóng Lão Trịnh và đội phi báo từ lâu. Để học được môn này, cả đội giành xuất tranh nhau dở đầu mà sao lại từ bỏ chứ? Chúc người học DRT chưa? Chưa nữa, phải thi. Bảo là chọn 5 người tư chất tốt nhất đội. Anh tạch rồi, biến đi. Tự tin về tôi một chút được không? Cái khác không nói, chứ thắt dây thì tôi có khiếu đó. Được, vậy anh thể hiện cho tốt, cố mà vào top 5. Cảm ơn nhé. Thực ra anh vẫn có lòng tin vào tôi đúng không? Đành thôi, chỉ đành nhờ vào anh. Anh học cho đàng hoàng còn gì dạy tôi? Tôi còn tưởng anh quật cường tới mức không muốn học chứ. Tôi ngu sao? Sống trong giang hồ võ công tuyệt thế, ai mà không muốn học? Đâu thể dương mắt nhìn bọn Đạt Triệu ngạo nghễ chúng giang hồ được. Yên tâm đi, tôi chắc chắn vào làm gián điệp cho anh. Đâu, đi. Đồ đâu? Thứ gì? Dao để đâu rồi? Giấu dao tôi đâu rồi? Đây đây đây. Trịnh Chi Dũng bảo mình vào bếp phụ, hai người lại dám động vào dao của tôi. Hai thằng quắc này, bếp của ông La này, hai người cũng dám động vào. Chỉ dọn giúp ông thôi mà. Ông là đầu bếp, hung hãn gì chứ? Đầu bếp? Lại còn đầu bếp? Tôi sai rồi, ông vốn là đầu bếp mà. Ông à, đừng nóng. Tôi chỉ chọn nhà bếp giúp ông thôi. Cậu mới là đầu bếp, cả nhà cậu là đầu bếp. Đứng yên, nếu tôi chém trúng thì tại hai người hay tại tôi? Trương Hiếu Kỳ, ông già này có vấn đề. Chạy, chạy. Cậu còn phá đồ của tôi. Hai thằng nhóc này làm phản rồi. Rõ ràng là ông tự lật đổ mà. Ông La cẩn thận. Chạy. Giỡ trò với tôi à? Cậu xem đi. Ông La, uống nước đi. Làm gì cũng bất tiện. Dạ dạ, có sao? Tôi cũng từng là đội viên phi báo. Ông già họ La lên lịch thế nào? Đội viên phi báo đổi nghề đầu bếp. Bây giờ chắc là nhân viên thời vụ. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một nhân viên thời vụ còn được kính trọng hơn bọn mình. Đúng là tức chết đi được. Ra rồi, ra rồi. Được rồi, tôi đi đây. Ông đừng giận nữa nhé. Giận gì chứ? Vậy tối nay nấu gì ngon đi. Ông La, được, về đi. Dạ. Ông La đi thông thả. Không sao rồi, chỉ là hiểu lầm. Hai người không biết quy tắc của ông La nên không trách người không biết. Chị đạo viên, ông La là thế nào vậy? Không có gì. Ông ấy nóng tính một chút thôi, chứ thực ra rất tốt bụng. Tốt, còn rất tốt nữa. Giờ nghĩ lại mà tôi lạnh sống lưng. Anh không thấy ông ấy dùng con dao đâu. Nói hai người nghe, thời gian ông La vào đội phi báo còn nhiều hơn tuổi hai người. Đó là lão tiền bối, phải tôn trọng. Bạo gan nhỉ. Bếp của ông La mà hai người cũng dám phá. Kể từ hôm nay, sau khi huấn luyện, tiếp tục tới bếp phụ ông La. Nguy hiểm quá đó. Nguy hiểm gì? Đây là mệnh lệnh. Rõ. Đồ tôi đâu? Khúc Chấn, tắt điện thoại đi. Chú cũng muốn làm gì? Xóa ảnh cho tôi ngay. Chuyện này không nghe cậu được.
Chúng tôi chỉ dạy cậu cách tôn trọng tiền bối thôi. Lâm Nghị, không muốn làm hot boy mạng thì cậu phải nhớ, sau này nghe lời đó. Các người vô liêm sỉ, chơi trò hẹn hạ phải không? Có ngon trả quần áo cho tôi. Ra ngoài solo. Chúng tôi không đánh nhau với đầu bếp. Bớt đi. Đi. Bye bye. Chụp sao rồi? Nói anh nghe chắc chắn hot. Có cả chuyện này sao? Sao anh không gọi tôi? Tôi mà hét lên thì cả đội tới ngó hết còn gì. Tôi còn đang trần truồng đó. Tức chết đi được. Đợt này mình không thể đánh lẻ nữa. Đề phòng họ tập kích, phải bảo vệ nhau. Ai dám gọi chúng ta là đầu bếp, chắc chắn không thể nhịn. Chắc chắn rồi. Nhưng mà mình chơi hai chọi ba hả? Đủ xài rồi. Anh sợ sao? Tôi sợ. Tôi sợ không đỡ nổi thôi. Đúng là anh em. Nào, ông La, đã đắc tội rồi, ông bỏ qua cho. Từ hôm nay anh em tôi sẽ theo dưới trướng của ông, hầu hạ bên cạnh, bưng trà rót nước. Ông có việc sai bảo, anh em tôi một dạ theo hầu, làm trâu làm ngựa, không từ nan. Dẹp mấy lời lẽ giang hồ đi. Chúng tôi tới làm trợ thủ cho ông. Ông xem, chúng tôi có thể làm gì phụ ông. Đồ vô tích sự, đồ phi báo bỏ đi, toàn nhét chỗ tôi. Cậu tưởng mình giúp được gì cho tôi thật sao? Ông La, ông lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng cũng không thể cậy già lên mặt chứ. Xin ông sau này đừng nói như vậy. Có vô tích sự hay không, chúng ta cứ chờ xem. Cái nết còn hơn cái tài. Ông La, ông La, ông đừng giận. Anh em tôi sĩ diện, nên phê bình thì ông cứ phê bình, chỉ là đừng động vào dao. Tôi không cầm dao băm thịt kiểu gì. Băm thịt? Tối nay ăn sủi cảo, tôi không băm thịt thì cậu biến ra cho tôi chắc. Giữ câu nói đó, chúng tôi tới làm phụ bếp, chuyện trong bổn phận chúng tôi chắc chắn làm tốt. Ông nói đi, chúng tôi nhào bột cắn bột hay băm thịt? Bếp là địa bàn của tôi, trả chỗ này về nguyên trạng cho tôi. Được. Không đúng, ở đây. Để đó xài không tiện tay. Làm gì vậy? Đây là việc của cậu sao? Tránh ra đi. Vậy tôi làm gì? Bày bàn, bưng đồ ra. Còn bày đặt giận hơn. Có giỏi thì tôi nấu, cậu đừng ăn. Không ăn thì thôi. Cậu, thằng nhóc này. Anh hai à, anh bà mạnh chút nữa là lũng chén mất. Quá đáng quá. Một người nấu cơm thôi còn ra dễ hơn cả Trịnh Chí Dũng. Có ai bắt bẻ vậy không? Anh nguôi đi được không? Người ta có tuổi rồi. Anh có cần so đo với ông ấy không? Đầu bếp tự bày bàn, đúng là không ngờ. Bày bàn thì đã sao, bày bàn tốt mà. Tôi bảo này, cậu đầu bếp, bày bàn rất tốt. Tối nay ăn gì? Cậu đầu bếp ăn sủi cảo. Sủi cảo tuyệt vời. Nhân ông La làm, nói cho mà hay số dách đó. Cậu đầu bếp làm phiền đi hỏi thăm, tối nay mình ăn sủi cảo nhân gì vậy? Anh có lưỡi, lát tự thử đi. Nhân viên bếp quay phong. Quay phong. Được rồi, đủ rồi đó. Một dĩa 15 cái. Ông đừng lo, tôi không ăn dụng. Đã nói không ăn là không ăn. Nói không ăn là không ăn. Mau tới đây. Nào bà tới đây. Ông La, đây sủi cảo à, thử đi sủi cảo. Đây là nhân heo tôm hẹ, cậu thích nhất. Lúc làm nhân, hôm nay tôi còn cải tiến một chút. Cậu thử đi. Mau đem sủi cảo ra. Tay nghề của ông La không chê vào đâu được. Đi đâu vậy?
Ông Lai yên tâm, tôi đã nói không ăn là không ăn. Đâu bảo cậu ăn. Đi, rửa hết nồi trong kia đi. Ngon. Ngon sao? Cứng đầu phết. Cái nết y như cậu 15 năm trước. Tôi ăn cái nào chứ, tôi còn không đủ ăn mà. Tôi đã cố hết sức rồi. Vốn là định tháo một dĩa sủi cảo cho anh, kết quả bị ông La phát hiện, cứ bắt tôi ăn hết dĩa đó. Bây giờ tôi ước được nôn ra thôi. Bớt đi chứ. Tôi đã nói là không ăn, thì dù anh có đem qua cho tôi cũng sẽ không ăn đâu. Tôi rửa bát cho. Giờ tôi chỉ giúp anh được có vậy. Không cần. Đưa tôi. Anh phải cho tôi cơ hội để tiêu hóa chứ. Bây giờ tôi cần vận động nhiều. Nhiều lắm. Được, vậy tôi về. Yên tâm. Đạt Triệu, Lý Tú Mẫn, Tôn Đại Thịnh, Chu Sơn, Trịnh Chí Dũng. Đạt Triệu, Lý Tú Mẫn, Tôn Đại Thịnh, Chu Sơn, Trịnh Chí Dũng. Nói không ăn là không ăn. Nhóc con, còn bắt ông đây dỗ ngọt cậu sao? Ăn đi. Ăn thì ăn. Cho cậu thêm ít tiêu, vậy sẽ ngon hơn. Sao vậy? Ăn thôi cũng khóc à? Ai khóc chứ? Cho nhiều tiêu quá. Cái tính của cậu giống hệt Tiểu Trịnh năm xưa, không khác một chút nào. Tiểu Trịnh, Trịnh Chí Dũng. Ừ. Ai giống anh ta? Lúc cậu ta vừa vào đội cũng như vậy. Cái tính cứng đầu cứng cổ, nói sao cũng không nghe. Ông La, bây giờ Trịnh Chí Dũng muốn phạt tôi, trị tôi, cũng lừa diễn cớ luôn rồi. Muốn cho tôi ngủ ga ra, chả thèm nói tiếng nào đã cho người dứt thẳng hành lý sang đây. Chắc tức anh Ách nhỉ? Má Lý bảo là tốt cho tôi. Nói dối không chớp mắt thì có. Cậu không hiểu sao nhóc khờ? Không hiểu. Nghe thấy không? Nghe rồi, chim hót. Hay không? Hay. Vậy cậu nghe hiểu không? Không. Bởi mới nói không hiểu chứ chắc đã không hay. Từ từ sẽ hiểu hết thôi. Ăn từ từ đi. Từ từ mà ăn nhé. Gì vậy chứ? Không hiểu là không hiểu. Đưa đây. Của tôi. Trả tôi. Trẻ con, đó là đồ cho tôi. Anh lấy làm gì? Xin tôi đi. Anh làm ơn. Đây là gói hàng của tôi. Thôi được, chúng tôi nghiên cứu rồi, chắc chắn là con gái gửi tới. Nước hoa nồng như vậy. Nói bậy bạ, tôi làm gì có cô nào. Triệu Triệu, anh quên rồi sao? Mấy ngày trước mình đi gỡ tổ ong, có một em học sinh cấp 3, xem anh là nam thân của cô ấy, đuổi theo anh tới tận xe, hỏi xin tên và số điện thoại của anh. Tôi nói rõ trước, không phải tôi làm đâu. Anh đắc tội anh ấy rồi phải không? Không phải tôi. Tôi bảo cho anh khóc thì sẽ làm anh rơi nước mắt không ngừng.
có qua có lại không tại lòng nhau. Sao nào, lần sau làm anh khóc tin không? Ảnh của tôi đâu? Đúng, đổi đi. Làm gì vậy? Gì thế này? Cái gì vậy? Đùa dai sao? Tiểu đội trưởng, hiểu lầm thôi. Không sao. Đạt trưởng đã bảo không sao rồi. Chúng tôi đùa chơi thôi. Đùa chơi? Bình thường tôi hay nói mấy người câu gì hả? Chiến hữu với nhau nên chung sống thế nào? Đủ cười là khởi điểm, chân thành là nền móng, khoan dung là sợi dây gắn kết, ganh ghét là thiên địch, hiểu không? Hiểu. Hiểu thì tốt. Mọi người cười với nhau đi. Cười đi. Mấy người đã cười đó hả? Đó là uy hiếp. Uy hiếp cũng là họ uy hiếp chúng tôi trước. Muốn sao hả? Được rồi, được rồi. Khoan dung là sợi dây gắn kết, biết chưa? Càng không thể ganh ghét. Nếu chiến hữu giỏi hơn mình thì nên đối xử thế nào? Thách đấu. Nói bậy. Phải nên học tập. Còn các người kia, giác ngộ kiểu gì vậy? Đưa điện thoại đây. Đưa đây. Cậu nữa. Sao vậy tiểu đội trưởng? Tại sao đây là quy định của đội phi báo? Bình thường phải đập lại điện thoại, chỉ cuối tuần mới được xài. Nếu bình thường có việc gấp, muốn gọi điện thì phải báo trước, hiểu không? Mấy người cũng ngây ra gì nữa? Thì mắt ai to hơn à? Đạt Triệu, còn không mau đi rửa mặt đi. Đi mau. Tôi. Anh gì mà anh? Nghiêm. Lâm Nghị, Trương Hiếu Kỳ, hai người là người mới, không biết không có tội. Chuyện hôm nay cho qua, sau này phải chú ý vào. Ngoài ra bình thường phải hòa đồng với mọi người. Không sao tiểu đội trưởng, chúng tôi chắc chắn sẽ mau chóng hòa nhập vào tập thể đoàn kết này. Ông La, ông này. Lão Trịnh, sao vậy? Làm sao thế này? Không có gì. Anh cũng không giữ được ông La sao? Anh coi, giấy trắng mực đen quy định rõ ràng, nhân viên hậu cần tại chức trên nguyên tắc không được vượt quá 55 tuổi. Viết đây này. Lão Trịnh, đùa gì vậy? Văn kiện nói là trên nguyên tắc thì vẫn có ngoại lệ chứ. Ông La được mời về làm lại cùng lắm là nhân viên thời vụ thôi. Điều lệ này quản lý được ông ấy không? Thực ra là tôi muốn ông ấy đi. Cái gì? Tôi nói thật là tôi muốn ông ấy đi. Nội đứng Trịnh, hai chúng ta là do ông La cầm tay dẫn dắt. Biết anh sắp về anh ấy gói cả sủi cảo, nhưng mà anh thích cho anh ăn mà anh là như vậy.
Tôi biết, giờ anh bảo mấy đi, không sợ mấy chạnh lòng sao? Anh làm gì vậy chứ? Anh nghĩ mấy cái nhân tình thế thái này cần anh dạy tôi chắc. Hơn nữa, ông La đi hay ở liên quan tới sổ cáo không? Liên quan tới nhân gì không? Sao lại trẻ con như vậy? Lâm Nghị, tôi bệnh tim luôn rồi, anh nhẹ thôi. Bảo đuổi ai thì đuổi à? Anh ta tưởng mình là ai? Hai mươi tám năm rồi. Đã 28 năm. Tôi ở đội đột kích phi báo tròn 28 năm. Ông là nhân viên bếp của đội đột kích phi báo sao? Không, tôi từng là chiến đấu viên cùng một khóa với chi đội trưởng sự kế trung của các cậu. Không nhắc nữa. Lâm Nghị, ngoài cửa có người tìm cậu, là con gái, mắt to cỡ này. Khả Khả, Khả Khả, biết ngay là cô mà. Em đem hàng tới cho anh. Hàng gì? Món ngon chứ gì. Em biết cơm vàng chắc chắn không có dinh dưỡng, nên cố ý đem cho anh mấy thứ đồ bổ, kẻo anh lại gầy đi. Anh đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút. Dớ dẫn, tôi qua tuổi dậy thì rồi. Phải rồi, Trịnh Chi Dũng đó có đối xử với anh tệ không? Còn phải hỏi sao? Đó là một tên ma quỷ, không có răng nanh. Hai người không huấn luyện ở đây làm gì? Tại sao không huấn luyện? Đi huấn luyện đi. Đội trưởng Trịnh phải không? Chào anh, tôi tên là Khả Khả. Tôi tới thăm hai người họ. Ai? Đội trưởng, cô ấy là bạn của chúng tôi. Nói gì vậy? Tôi là bạn anh thì đúng rồi, nhưng không phải bạn anh đấy. Tôi bạn gái của anh ấy mà. Cô đi sao? Tôi biết rồi. Tôi biết cô là ai rồi. Cô là người nhà Lâm Nghị, lần trước tới phản ánh với chi đội phó phải không? Báo cáo không phải. Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Em với anh sao lại bình thường? Em biết rồi, các anh không được có quan hệ yêu đương với dân địa phương đúng không? Nhưng mà tôi không phải dân địa phương. Nói chính xác thì tôi là Hoa Kiều. Là Khả Khả. Lâm Nghị, anh sợ cái gì? Hai chúng ta đã tôi không nói anh biết. Cô muốn nói gì? Hai chúng ta thế nào chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Hai người làm sao? Anh quát cái gì? Hai chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, không phải sao? Lâm Nghị, Trương Hiểu Kỳ, về đổi. Dạ. Đội trưởng Trịnh à, mấy thứ này là đồ dùng cần thiết tôi mua cho Lâm Nghị, phiền anh đem vào giúp tôi. Đồng chí Hoa Kiều, đội phi báo không cần cái này. Cảm ơn. Đội trưởng Trịnh, Lâm Nghị không dám thừa nhận với anh quan hệ với tôi, nhưng mà tình yêu và sự quan tâm tôi dành cho Lâm Nghị sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy nên tôi cho anh biết, anh phải tốt với Lâm Nghị của tôi một chút. Không thì sao? Bằng không, tôi sẽ đau lòng lắm. Điều thứ 4 trong điều lệ. Đọc. Điều thứ 4. To lên.
không nghe. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dừng. Tới đây thôi. Kể từ giờ, đọc 100 lần cho tôi. Đến khi biết kỷ luật là gì thì thôi. Đọc. Nhìn cái gì? Muốn đọc chung với cậu ta không? Đọc đi. Đứng lại. Đọc không xong thì không được đi. Về chỗ. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. Lần 1552. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. 1553. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. Mình đã dập xong một đám cháy về rồi, sao Lâm Nghị vẫn còn đọc vậy? Tội thật. Má Lý Chim Anh mềm lòng, nhóc này chắc chắn là làm biến. Tôi đoán là thấy bọn mình về nên chạy ra đứng. Thôi đi, tưởng ai cũng như anh chắc. Tôi nghĩ cậu ta không đâu. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. 1556. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. 1557. Lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. Đáng đời. Ai bảo cậu ta thó ngôi sao của tôi? Đi thôi. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. 1559. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. 2331. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. Lần 2332. Điều thứ 4, lính nghĩa vụ đều không được tìm người yêu. Giải tán. Trong nội bộ cơ quan hoặc ở địa phương đóng quân. Trong thời gian đi lính không được kết hôn. Lần 2300. Đội viên phi báo Lâm Nghị dừng đọc điều lệ cho tôi.
Cậu không phục tùng mệnh lệnh của tôi phải không? Tôi chỉ bảo cậu đọc 100 lần. Sợ quên, sợ quên à? Nói thì nói vậy, trong lòng không hề phục phải không? Anh là cấp trên, tôi là cấp dưới, không thể không phục. Được, là cậu nói đó. Đợi đã, đợi đã. Cậu đó, đội trưởng Trịnh Chí Dũng, Lâm Nghị cũng không phạm lỗi gì lớn, không cần chấp cõi đâu. Đừng cứng nhắc quá như vậy. Ông La, đây là vấn đề trong nội bộ. Đội phi báo, ông đừng cản trở tôi. Quản lý đội viên được không? Tôi cản trở gì cậu? Còn coi thằng nhóc này, cần liều có liều, cần cốt cách có cốt cách, sau này sẽ là người nổi trội trong đội phi báo. Sao cậu phải làm khó cậu ấy? Vì cậu ta giống như ông, không ý thức được mức độ nghiêm trọng vấn đề bản thân. Tôi có vấn đề gì? Tôi có vấn đề thì cậu nói ra đi. Là nhân viên ngoài biên chế của đội phi báo, lại can thiệp quá nhiều vấn đề nội bộ đội phi báo. Nói đủ rõ chưa? Cậu nói tôi là nhân viên ngoài biên chế của đội phi báo. Tôi nói cậu biết, tôi sống là người của đội phi báo, chết cũng là ma của đội phi báo. Tôi có chết cũng phải chết là đội phi báo. Ông La, cái gì? Mình đừng lấy sống chết ra nói. Tổ chức không chấp nhận chuyện này. Cậu tiếp đi. Ông La, ông La à? Ông La tỉnh lại đi. Ông La, ông La, gọi xe cấp cứu.